Chiều ngày 15 tháng 9, Bảo tàng Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh và Đại sứ quán Mexico chính thức khánh thành bản sao tượng đầu người khổng lồ Omet tại bảo tàng. Nhân dịp kỷ niệm 213 năm Quốc khánh Mexico, bản sao bức tượng sẽ được trưng bày cố định tại bảo tàng từ ngày 15 tháng 9 2023. Tác phẩm là bản sao chính xác của bức tượng đầu người Omet gốc, có tên gọi Nhà Vua bởi vẻ ngoài uy nghiêm của tượng. Tác phẩm gốc có niên đại hơn 3.000 năm và là một phần trong nhóm 17 tác phẩm tượng hình đầu khổng lồ, cao hơn 2 mét và nặng hơn 2 tấn. Đây là biểu tượng đáng chú ý nhất của văn hóa Omet, là nền văn minh lâu đời nhất ở Mexico và lục địa châu Mỹ. Bản gốc của tác phẩm này được đặt tại Bảo tàng Nhân chủng học Xalapa, Mexico. Bảo tàng Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh đã thiết kế một khu trưng bày đặc biệt cho tác phẩm này. Những hình ảnh về rừng nhiệt đới Mexico tại khu vực phát hiện ra các bản gốc tượng đầu người cũng được trưng bày tại đây. Today is a great day for Mexico in Vietnam because we are inaugurating in this fantastic Museum of Fine Arts in Ho Chi Minh City this wonderful replica of Olmec head. The Olmec head were the oldest civilization in Mexico, the ancient culture in America. So it is an opportunity to show our friends, our brothers of Vietnam, the meaning of the Mexican culture. Hôm nay là một ngày rất vui vì Bảo tàng Mỹ thuật có sự phối hợp rất là tốt với Ngài Đại sứ Mexico tại Việt Nam để tổ chức cái buổi khánh thành cái tượng bản sao tượng đầu đá Omet của Mexico. Phải nói rằng là Bảo tàng Mỹ thuật rất là vinh dự và cũng là cái cơ duyên có được một cái bản sao này ở tại bảo tàng. Đây cũng là một cái tác phẩm rất có ý nghĩa về giá trị lịch sử, văn hóa chúng tôi được nắm giữ. Và đây cũng là cái dịp để chúng tôi có thể giới thiệu đến công chúng người Việt Nam thông qua tham quan tại Bảo tàng Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh biết đến một nền văn minh của Mexico, biểu tượng đầu đá Omet của Mexico là một tác phẩm nghệ thuật rất có giá trị giáo dục cho các thế hệ tìm hiểu được một nền văn minh lâu đời của một quốc gia ở châu Mỹ, và các thế hệ trẻ đặc biệt là sẽ chiêm ngưỡng những cái vẻ đẹp về hình thể, về tác phẩm rất là điển hình của một nền văn minh, một nền văn hóa của nước bạn, và cũng sẽ là điều thích thú cho khách đến Bảo tàng Mỹ thuật khi không những xem được tác phẩm nghệ thuật của Việt Nam mà còn xem được tác phẩm nghệ thuật của các nước, trong đó có Mexico. Cảm ơn bạn đã xem tin Hot Post trên kênh YouTube Lavion. Hãy nhấn like để lại bình luận và chia sẻ nếu bạn thích video này. Và đừng quên subscribe cũng như nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ những nội dung săn sao, soi sao mới nhất nhé.